Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tớ giới thiệu cho các bạn đây là bức tranh tớ vừa hoàn thiện được xong. Bức tranh này là có một cái phao bơi, một cái cột vòng và một chỗ có nước. Và bên nhà một ngôi nhà to có cờ, có ống khói. Ngôi nhà nhỏ có cờ, không có ống khói. Còn đây là một con cuốn chiếu to đang bò. Còn đây là mấy cây cỏ và bông hoa. Okay. Và đây là một cái mốc. Và đây là một cái bóng bay trái tim cắm một chỗ ngôi nhà. Và đây là những vườn cỏ xanh các bạn ạ. À.